lại một ngày mới bắt đầu. Tùng TV MC Cuộc Sống xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo kênh mình hôm nay. Chia sẻ với các bạn hôm nay là thứ hai đầu tuần, cũng là ngày 1 tháng 6 đầu tháng. Đó, kính chúc cho tất cả quý vị anh chị và các bạn có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ, năng động, một ngày đầu tháng thật là may mắn. Đó, thì công việc của Tùng TV sáng nay là tiếp tục đi mua bò và giao mấy em có. Đó, thì những cái con bò ngày hôm nay ra sao và giá cả như thế nào thì các bạn cùng theo dõi hết video để biết, và đồng thời like đăng ký kênh của mình để không bỏ lỡ một video nào của mình hết. Chọn những con bò mình thích khi mà thấy giá hợp lý khi mình up video lên. Đó, thì sáng hôm nay công việc là mình chở ba cái máy bơm có giao cho ba vị khách ở trên tiện cái chuyến đường xe mình đi mua bò. Đó, thì bò này chia sẻ các bạn sáng nay cũng lại tiếp tục về Bình Định các bạn, chứ ở trên Gia Lai này thì cũng có một vài người gọi bán bò, nhưng mà số lượng người gọi thì nó ít hơn, mình cứ chỗ nào mà gọi nhiều hơn là mình đi. Đó, thì sáng hôm nay lại tiếp tục về Bình Định và chở thêm là ba cái máy bơm có giao cho ba người, xong rồi đi xem những con bò mua. Đó, thì ở dưới Bình Định người bán thì cũng nhiều mà người mua dưới đó cũng nhiều, nên là sáng hôm nay về đó mua xem rồi mình gọi những người đã đặt bò đó thử có lấy được con nào hay không thì mình bán. Ví dụ như mà bán được ở dưới đó thì nó tiết kiệm được cái chi phí vận chuyển khi mà các bạn mua bò ở địa điểm mà mình bắt. Không làm quen nữa, cùng bắt đầu với mình nhé. Rồi các bạn, giờ mấy em có xong rồi, anh em mình bắt đầu đi xem bò. Đó, thì chia sẻ các bạn là chuồng này chú ông bán 3 con, hai con trong chuồng này và một con ngoài kia. Thì con này chú bán 32.500.000. Đó. Rồi, con đây là con thứ hai. Đó, chú ông bán với giá là 26.000.000. Đó. Hình ảnh như vậy. Còn một con nữa ở ngoài vườn sau kia. Để nhờ chú dẫn ra coi thử như thế nào. Hai con đây thì cao quá. Ba con màu lông giống nhiều ha. Xinh hết mà, đỏ như nhiều ha. Con này bao nhiêu vậy? 28 em. Ui dù 28 em rồi nè. Rồi các bạn, đó thì ông chú ông bán tổng thể là 3 con, hai con một con là 32.500.000, hai con trong chuồng á, một con nữa là 26.000.000, và con này là con thứ ba chú ông bán với giá là 28.500.000 anh chú. 28.500.000. Đó, thì chia sẻ chú cũng như là bà con đang xem video, các bạn đang xem video thì ba con này mỗi con chú bớt chứ 1.000.000 là cháu bác, chứ còn giá như vậy là cháu mua không nổi. Đó, chia sẻ thật như vậy. Đó, còn đòi 27.500.000 thì bác, chứ còn 28.500.000 thì xe cũ về bán không ra, người ta còn đẹp thêm nữa. Đó, sao bán không? Chưa bán, để chừng nào bán gọi lại. Rồi các bạn, ba con đầu tiên, chuồng đầu tiên luôn, chưa bán đó. Thì giá mình trả như vậy. Thôi đi tiếp. Rồi, đến chỗ thứ hai. Một bộ mẹ con. Giờ bán nhiêu rồi chú? Bán nhiều. Bán mình nhiều, nói mình bán mình nhiều chứ sao. Còn hỏi bán mình nhiều. Rồi các bạn, đó thì vào chuồng của ông chú rồi, ông bán một bộ mẹ con. Đó, thì chia sẻ với các bạn thì con mẹ thì nó cũng lỡ bò, đó, không già lắm chứ mà không phải là trí. Nó sinh con bê này là con thứ ba và nó đếm cái sừng rất là ghét các bạn. Con này mà cái sừng mà nó cục cục lại một xíu nữa thì nó đẹp á. Đó, thì mẹ thì tông tạng không phải là to lắm, bình thường. Đó, bê này là được cái là bê rất manh trụi. Đây các bạn. Đó, đầu trụi. Đó, thì bộ mẹ con như thế này chú đòi bán là 32.000.000. Đó, như thế này mẹ con. Đó, nhưng mà mình quay rõ ràng cái con bò trước rồi mình chia sẻ cái giá mình mua. Đó, thì mẹ này thứ nhất là nó không lai lắm, chân cánh thì bình thường không lớn lắm. Đó, bê thì cũng là bê cái chứ không phải là bê đực. Thì chia sẻ với các bạn bộ mẹ con như thế này mình trả chú là dưới 30. Đó, nhưng còn trên 30 mình không mua được. Đó, như vậy để các bạn tham khảo. Con nào? Để bộ lại.
Còn anh Good cái đó là nhà vợ anh ấy. Vô bộ tốt ghê ơi. Thôi nào em. Mẹ cột. Hao. Nè, lên lên video này. Đẹp gái quá. Đấy nhà coi. Thắng bộ đây. Bộ đây bây giờ bán nhiêu tiền vậy chú? 39 triệu ơi. Mẹ chứa lại chưa? Mới nghỉ 2 tháng 14 mà mình dắt 2 tháng nghỉ đâu tại gì vậy? Bà bê đực đi. Bà bê đực. Khối nào mà bà đây không có phòng nào mà hay. Bảo hành lồi đâu chứ? Không, sao? Bảo ok bộ đàn. Bò bò nó lòi cứ mà điện ta. Bò sợ lòi lỗ lốm được không chứ không sợ. Bò mua mẹ con sợ lòi không? Lòi. Lòi sợ chứ. Tao hàng được cái dẫn bò lòi mà. Vô vô nghĩ còn nhỏ mà 39 triệu rồi. Tao nói với Gia Mèo này bác. Đó, bộ mẹ con đây dưới 38 thì còn trên 38 thì chú cứ bác. Chứ còn chứ bác không nổi. Nghĩ nó còn nhỏ quá. Đồng ý ba bê phối rồi mẹ cũng còn tơ trí đẹp chứ mà 39 triệu mua về không có xi. Sao? Được không bác? Chéo thì chéo trả tiếng 1 rồi chứ không có trả tiếng 2. Bộ mẹ con đây chia sẻ với chú à. Dưới 38 nha, trên 38 là bác không được. Tính ra là cho bác giờ là bác nuôi rồi à, chứ thiệt thà đâu có mà. Bà cái bánh đá. Dạ chưa được anh. Dạ, dạ chưa được chéo đi. Có bánh đá trộn. Rồi các bạn, đến chuồng tiếp theo. Đó, thì chuồng này thì anh bán cái con cây tơ rồi. Đó, tơ này thì bò anh Wood các bạn. Bảo hình hành lòi lỗm. Đó, bò tơ thì vẫn có lòi nha các bạn. Đó, vừa rồi để tôi quốc mình bán một con cây tơ mà lòi. Đó, phải nhận lại. Đó, thì con này thì đảm bảo với các bạn là không lòi lỗm. Bảo hành về việc lòi lỗm. Bảo hành về việc chữa. Đó, thì chia sẻ với bạn cái con bê này là nó đã chưa và người ta đã phối giống bảo hành chưa đấy mà chủ nhà đòi giá cao quá nên là mua không nổi đó thì con này chủ nhà đòi giá là 29 triệu các bạn đó nên là mua không nổi. Mình quay cho các bạn xem con này là anh Quốc thuần luôn, anh Quốc phối đó. Chuồng này thì đây các bạn, mẹ nó đây, mẹ nó là Dromator đó. Con này thì anh Quốc đó ra thì nó cái mạch Dromator với mạch anh Wood các bạn phân biệt rất là dễ. Mạch Dromator là mạch nó dài đó các bạn, đó mạch dài, còn mạch của anh Wood là mạch nó ngắn hơn, nó cục mạch hơn đó. Con Dromator thì thông thường cái tay nó sẽ dài hơn là cái con anh Wood, còn anh Wood là cái tay nó tròn hơn đó. Và cái con mạch của Dromator là nó bét, nó bét ở đó hết luôn đó. Còn cái con mạch của con anh Wood là nó lộ và nó tròn đó, nó đen, nó lộ hơn, lộ như mạch ớt đấy các bạn, nó lòi mạch ấy. Đó, con này 29 triệu, bảo hành chưa, bảo hành lòi. Đó, nhưng mà nói chung là con này nó cao tầm con cỡ 1m15, chưa tới 1m2 các bạn. Đó, dài thì có chiều dài, chân trụ thì bình thường thì không to lắm. Mà giá hơi cao, nên là mình mua chưa được. Đó. Bò này thì anh nói là bảo hành về chưa, bảo hành về lòi. Đó, cho bất cứ một người dân nuôi nào. Đó. Mà giá anh đưa ra thì nó cao quá nên là mình mua không nổi. Đó, bò như thế này. Để mình quay cái camera lại mình đứng cho các bạn xem nó đứng ngang nào của mình. Các bạn, để mình quay cho các bạn xem nó đứng rất là thấp. Nó đứng nó tầm 1m15, nó đứng mới tới đây các bạn. Đó, ngang khoảng cỡ bụng mình đây. Đó, nên là nó chiều cao nó rất là hạn chế, nó được cái chiều dài không này các bạn. Và chia sẻ rõ với các bạn luôn. Đó, hồi nãy mình nói chứa bảo hành lòi mình mới hỏi chủ nhà rõ ràng hơn. Thì cái con B này á là cái lứa đầu tiên nên là anh cũng phối luôn các bạn. Đó, thì phối là phối 3B và chứa được 6 tháng rưỡi. Đó, bảo hành chứa, bảo hành lòi. Đó. Nhưng mà B này chia sẻ các bạn là mới có 18 tháng, 17 tháng rưỡi là anh nó động dục lứa đầu đó, anh bỏ qua 20 ngày là đúng 18 tháng mấy ngày đó. Là anh phối cái giống 3B. Đó thì bây giờ là chứa là 6 tháng rưỡi. Đó, mạch lòi, đầu trụi. Dòng này anh Quốc thuần, con của Dromator kia. Đó. Thì anh bảo hành hà về việc chứa và việc lòi nhưng mà giá anh đưa ra kinh quá nên là mình không mua được. Đó, chia sẻ với các bạn như vậy. Rồi các bạn, đi ướng đi ngán rồi giờ.
quay lại đó anh, ông chú đó ông gọi lại bán bộ mì con đôi. Giờ bác mẹ thì tô, nói chung là sinh được mấy con này, con đôi sinh được hai con đó, ba bê phối được được hơn tháng, một tháng 20 ngày, chính xác là 18 nữa là giá 2 tháng ấy. Rồi lên xe trồng dơi thứ nuôi nó nhanh lớn thì nó không. Ồ cũng hiền mà. Mua cái chú cần cho con. Làm chậm chậm em nó mất hồn. Làm bò đừng có làm nhanh rồi chậm làm chậm chậm thôi. Như đưa gái rồi em. Phê vậy em, phê vậy. Rồi cho nó phơ. Ừ. Hay đó là chậm quá nó nhột nó không chịu nữa. Rồi, bò nhà bán là bảo hành về lòi lũm luôn các bạn. Đó, nhà đông quá, con bộ độc đây để lại nuôi. Đó. Còn con này thì chưa xếp sinh rồi. Đó, bán bớt con bộ. Đó, giờ đang thiếu thức ăn. Rồi thôi, chứ còn chẳng có cái vấn đề về gì về sinh sáng, nói chung bò nguồn gốc rõ ràng. Đi. Đi ra. Đi em, đi. Đi ra đi, đi. Đi. Mà sao tiếp hiệu vậy? Sao bỏ giò sao tiêu heo vậy? Đi 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 nhẹ theo mẹ con nhẹ nhẹ nè nó biết đi đâu này giờ cũng thả đồ đi theo mẹ á. Chạy nung na nung ui ra mừng chạy tưng tưng đó đi chạy gớm lắm bề phối nãy mà nó bứt ra điện thui đi lên ui đèo lên luôn phí ghê quá nghe kẹp nghe lên không? Đi lên. Đây chụp cái dây. Lại chụp cái dây. Lên. Đây lên. Em lên. Nhỏ, em lên. Đi. Đi. Rau. Trời sáng quá. Rau. Chụp dây vậy đi. Đó. Thì con như vậy. Giá bếp tại chuồng 37.500, ai quan tâm thì liên hệ nhanh tay, còn cho chậm chân là hết đó. Rồi đếm bẩn lo đi em. Rồi các bạn đó thì vụ mẹ con như thế này đó, thì bếp tại chuồng 37.500 thì các bạn cũng biết rồi đó. Thì bây giờ chớ ra lên tới giữa đường á, thì mình có gọi cho một ông anh, ông đặt bò của mình khá lâu rồi và hụt mới bộ mẹ con, ông trắc trả quá trời luôn đó. Thì đây mẹ tơ trí sinh con thứ hai đó, chưa động dục lại, bảo hành về đí chứa mọi mạch về bệnh sinh sáng gọi là lồi đôm rồi đó. Thì bảo hành b là b phối bà b đó, bà b đực nữa chứ đâu phải bà cái đâu đó. Thì bộ mẹ con này mình chia sẻ với bạn là bây giờ mình chơi xuống cho ông anh ở dưới Mỹ Thọ đó. Đó thì ngày hôm nay thì đầu tháng cũng là đầu tuần đó, nhưng mà bác khá ít bò các bạn xem thì rất là nhiều bò các bạn thấy rồi đó, nhưng mà bác là khá ít đó. Thì bác được một bộ mì con này chắc lấy ngày đầu tháng rồi. Hôm nay cũng là cái ngày quốc tế thiếu nhi nữa các bạn, mới được biết vì là xem lịch âm á, người ta báo về đó, thì chắc là cũng dành chút thời gian cho con trai xuống giao bộ mì con này tối nay về đi chơi với gia đình một xíu. Rồi thì nói chung là nội dung video của mình là bây giờ đi xuống giao cái con bộ mì con này xuống thực tế tại nhà của anh thử như thế nào. Và ngày hôm nay bác chỉ được một bộ mì con như thế này đó, thì bây giờ cũng chở xuống giao cho anh luôn. Đó là chừng xe thôi chứ cũng chén lời lãi gì các bạn, ngày đầu tháng bán cho nó nhanh đó. Các bạn theo dõi nội dung video xuống giao bò thử như thế nào nhé. Rồi các bạn về tới Mỹ Thọ rồi đó, giao cho ông anh ơi, ông bộ anh nuôi giao lưu cho vui nè. Em xuống đây em nè, em vậy xuống đây. Đó, bà bê phối đây 18 nữa là đúng 1 tháng 20 ngày. Em đi xuống.
đúng em. Dạ dạ, đi xuống phối mà đẹp quá không các bạn đó. Ồ, xuống lội xuống ý đó không biết vô mẹ thì pha lai tông tạng thì bình thường. Đi đi theo mẹ em, theo mẹ kìa, nhanh nhanh chị theo mẹ đó. Nhưng mà tô tí dạ chào ba dạ ê anh làm người thú y à, làm thuốc tây ấy. Đi đi vô vô em đi theo mẹ kìa. Đi vô à, giờ chạy lung tung hay vô theo mẹ luôn ấy, vô ơi đó. Mỗi chơi là luôn rạm cái dèo mày rút ra tô tí sạch sĩ bò còn nghĩ cái má bác nữa, nghĩ cái bác nhiêu vậy? 17 triệu anh. Tháng rồi. Còn đây sừng nướng mà này, sừng da mà này, nó không có ra sừng nào, nó cứ nó cục cục mới ra. Nhìn bò nó không có da bò được. Yếm đồ gì? Nó tương lai không là nghĩ ra này, nghĩ ra nuôi 2 tháng nữa nó nằm tầm 20-20 mấy rồi. Còn này thì nó tính là con này 15 nè. Ờ, biết cả luôn. Thôi thì bắt đưa lại cũng có nó 15 con kia 23. Ừ, thì ấy vậy thôi chứ. Nó mẹ nó hơi tơ được. Ừ, mẹ tơ nói chung là dao bò bao lồi lốm là được rồi. Bao lồi bao giờ các bệnh sinh sáng hay rồi nhưng mà con đây thì mới có 1 tháng mới nên là chưa chịu được lại nha. Có cái gì nói cái đó vậy, bò về tới nhà mà chủ nhà biết phát giá là được rồi. Sợ nhiều người nào về nó du dài sau nghĩ chút xíu rồi mà tiền dữ rồi. Giờ nãy gọi bà vợ rồi bà ngại à. Hầu giờ dặn, hầu giờ đâu có thói bò thói đồ gì mà hầu giờ có theo dõi cơ này mới biết. Đây thì mua người thôi chứ cũng mua bò. Đấy, rõ ràng vậy, tất cả những người mà theo dõi Tuần TV là mua người thôi chứ không có mua bò. Chứ mua bò chứ còn nếu kiểu mua bò thì phải kiểu này không ai dám mua. Nói thật sự luôn. Ừ, nếu mà mua bò thì kiểu vậy ai dám mua. À. Bò về tới nhà rồi đấy, tự phát biểu cam tướng không. Sợ nó dính gì nó ra cái thế vàng đấy, nếu mà làm thuốc tây biết chứ, bò ra thế vàng nhiều thì nó sống động dục lại, nó sinh xong thì cứ thế vàng nó ra thế vàng tử cung á. Còn nếu mà bò nó không chịu được thì nó gọi là thế vàng tồn tại á, là nem trong đó nó không ra là cái cua tử cung nó cứng ở trong đó nó không chịu động dục. Còn cái lâu thôi. Nếu mà anh mua bò lòi ấy là anh không thể nào anh đứng phía sau lưng con bò ra được, nó lòi là nó đeo rồi, nó nhát. Là đứng như giờ là nó quỳ như chân chéo chứ không bao giờ mà đến người mà đứng sau lưng nhà đâu. Bò nó lòi là cứ lại sau lưng nhà là biết liền, nó lòi không là biết liền. Những con bò lòi là nó đeo rồi là nó, cái đuôi nó nhát ghê lắm, nghĩ khéo. Rồi xem bò về tới nha. Rồi, thôi, xong rồi. À.